cao phó, gia đình chúng tôi, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông nội, ông ngoại, anh, em của chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Phu, pháp danh, nguyên quang, tự, pháp tính, giáo thọ, chân tịnh giới, tên rừng hướng đạo, ông Cần Mẫn. Sinh ngày 10 tháng 3 năm Bính Dần năm 1926 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Tạ thế ngày 30 tháng 12 năm 2017 nhằm ngày 13 tháng 11 năm Đinh Dậu tại Thư Gia, Toronto, Ontario, Canada, hưởng thọ 92 tuổi. tang gia đồng khắp báo, sư cô thích nữ hạnh duyên, trưởng nam, Nguyễn Phan Pha, vợ Nguyễn Satorumi và các con Huy và Stephanie, Nam và Justin. Thời gian thăm viếng tại nhà quàng Highland Funeral Home, Markham, Chapel, 10 Cacher Good Quart, Markham, Ontario, vào ngày thứ ba, 2 tháng Giêng năm 2018, từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối, thứ tư, ngày 3 tháng Giêng năm 2018, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Chương trình tang lễ lễ tưởng niệm chiều thứ ba ngày 2 tháng Giêng năm 2018 vào lúc 6 giờ chiều. Tang lễ lễ di quan vào sáng thứ tư ngày 3 tháng Giêng năm 2018 lúc 11 giờ sáng lễ hỏa táng 1 giờ 30 trưa tại Highland Hill Memorial Garden 12492 Woodbine Avenue, Gormland, Ontario. Lễ tại chùa Kim Quang lúc 3 giờ 30 trưa tại 351 Silverton Avenue, York, Ontario. Cả phó này thay thế thiệp tàng.